Con chào thầy, các cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Triệu Thắng, lớp 5H, trường Lô Môn Lô Sốt Mỹ Đình. Hôm nay con xin là thuyết trình dự án chú khỉ thông minh của con. Bây giờ con sẽ bắt đầu chơi. Phần đầu tiên của con sẽ là nút play. Nếu khi giữ nguyên ở đây, nó sẽ tăng kích cỡ lên 50%. Khi ấn vào thì nó phải đợi 0,1 giây để chơi. Con còn thêm một phần nữa là thay đổi trang phục. Là ấn vào đây nó sẽ có thể thay đổi được trang phục. Và con tổng cộng và cách để con cho người chơi biết được mình có bao nhiêu màn ở đây là một cái nốt nó sẽ thay đổi khi một màn nó bỏ qua. Còn đây là thời gian tính để người chơi đi chơi mất bao nhiêu giây ạ? Còn những cái tường xanh bao quanh này nó giúp cục đá có thể bật lại. Còn đây là chức năng thu của con, là nó sẽ hiện lên một cái hình bé bé. Bạn đã thua, cố gắng lên nhé và ấn nút lá cờ xanh. Và con thấy phần con thích nhất chính là phần thay đổi trang phục, vì con có thể thay đổi trang phục cho nhân vật của con theo tùy ý. Nhưng con thấy rằng có một lỗi ở đây là nếu ấn vào đây thì đá sẽ bay đi một chỗ khác ạ. Và những cốt con cũng thích bằng chính là những cái điểm thời gian như thế này. Nó có thể có time count là để tính khi bắt đầu. Đây là dự án của con xin kết thúc. Cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Rồi thầy cảm ơn cái phần thuyết trình sản phẩm của Triệu Thắng. Tiếp theo thầy mời các bạn khác có những cái câu hỏi cũng như những góp ý dành cho Triệu Thắng nha. Rồi thầy mời các con. Bạn nào có cái câu hỏi thì được giơ tay nha. Rồi Chứng Minh. Thầy mời Chứng Minh có cái góp ý dành cho Triệu Thắng. Thưa thầy, là bạn bạn Triệu Thắng, bạn cũng có mấy cái sáng tạo và cũng làm mấy cái kiến thức tổng của thầy, như là cái thời gian của đỉnh của đường lên đỉnh Olympia thầy, với lại nhiều cái tướng hơn, như là thay đổi trang phục với nút play, với xuất hiện những thứ kiểu như làm cho dự án sinh động hơn thầy. Rồi. Mình còn thấy cái buổi trình của bạn thì ngắn, tương đối ngắn, mà có điều là bài thì hay đó thầy. Rồi, thầy cảm ơn phần góp ý nhận xét của con. Rồi, các bạn khác có cái câu hỏi gì dành cho Triệu Thắng không? Hồng Quân, rồi thầy mời Hồng Quân. Thưa thầy, bài làm của bạn Triệu Thắng rất là sáng tạo, rất là hay. Tuy nhiên thì khi mà bạn ấn vào nút thay đổi trang phục thì cái con khỉ của bạn nó vẫn ném đá. Rồi thì chỗ đó Triệu Thắng hồi nãy có nói cái lỗi rồi đúng không? Rồi như vậy thì chỗ đó mình có cách nào xử lý không nha Triệu Thắng? Con nghĩ là con sẽ xử lý theo cách là khi bấm vào nhân vật này thì ở chú khỉ thì cục đá sẽ dừng khoảng ít nhất là 0,5 giây để nó không thể di chuyển nữa. Như vậy hoặc là con nó con phóng cái hồi nãy con nói là cái chỗ con thích nhất là cái chỗ cái code mà thay đổi trang phục đúng không? Thì bây Vâng. giờ con có thể chia sẻ cái đoạn code đó cho các bạn khác tham khảo được không? Nó rất là ngắn, chỉ như thế này. Rồi con phóng to lên chút hay con? Phóng to cái code lên chút cho các bạn
dễ nhìn, tại vì qua mạng cái tín hiệu nó yếu rồi nhìn nó sẽ mờ nữa, rồi phóng to lên chút. À, khi bấm vào nhân vật này thì sẽ tắt tên là thay đổi, đúng không? Thay đổi rồi thì cái nhân vật sẽ nhận cái tin thay đổi sẽ hoạt động như thế nào. À, vậy thì coi phóng to lên rồi. Thì sẽ có thêm một cốt nữa là khi nhận thay đổi thì sẽ trang phục kế tiếp. Rồi vậy các bạn hiểu cái code đó chưa các con? À, vậy là khi mình bên cái nút đó, thì bấm vào thì nó sẽ thay đổi trang phục, rồi bên nhân vật khỉ thì sẽ nhận cái thông báo đó và thực hiện cái việc thay đổi trang phục đó. Như thì do mình lập trình là mình khi mình lít chuột á là ném đá, cho nên chỗ này con lít lít vào nhân vật thì đá nó sẽ bị ném. Vì thì chúng ta không dùng, có thể mình không dùng là lít chuột mà mình là nhấn một cái phím nào đó là nó sẽ cái lỗi đó nó sẽ không xảy ra, đúng không chữ thắng? Ví dụ như chẳng hạn như giờ mình nhấn chữ A, nhấn chữ một cái phím nào đó, đó mình không dùng là lít chuột mà mình dùng nhấn phím, được không? À, thì khi đó thì cái sẽ không có bị cái lỗi chỗ ném đá đó ha. Thầy gửi còn cái cách mình khắc phục như vậy. Rồi vậy thì thầy nhận xét chung của bài chữ thắng nè. Thứ nhất là rồi rồi thầy tạm thời thầy tắt mic của chữ thắng cái nha. Rồi chào cả nhà, thắng hơi giòn chút. Rồi thầy nhận xét bài của chữ thắng nè. Thứ nhất là về cái phần thuyết trình thì chữ thắng nói rõ ràng, tự tin, thuyết trình rõ đầy đủ các cái ý. Rồi phần thứ hai là phần thẩm mỹ thì con thiết kế những cái phông nền, những cái hình ảnh gạo trắng, rồi những cái nút bấm khá là đẹp. Rồi phần thứ ba là về kỹ thuật lập trình thì thầy thấy trong cái bài của con có nhiều cái đoạn code con áp dụng cái kiến thức của thầy dạy trên lớp, còn mở rộng thêm con lập trình thêm những cái tính năng, ví dụ như con biết là làm thêm cái nút play nè, rồi con đã sáng tạo thêm cái đồng hồ đếm giờ nè. À, rồi cái phần sáng tạo nữa thì trong sáng tạo của con á thì thầy thấy là con có làm được cái thay đổi trang phục nè đó, rồi cái nền nè, rồi cái gào nè đó, rồi cái màn hình khi mà thu phục. À, như thì thầy đánh giá cái sản phẩm của con là đạt yêu cầu và rất là tốt. Đang thầy chúc mừng con. Rồi thầy cảm ơn con nha.